Năm 2017, công tác hội nhập kinh tế quốc tế được triển khai đồng đều, tích cực trên nhiều lĩnh vực, góp phần thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của đất nước, đặc biệt là đóng góp vào quá trình tái cơ cấu kinh tế và đổi mới mô hình tăng trưởng tại phiên họp ban chỉ đạo liên ngành hội nhập kinh tế quốc tế về kinh tế phó thủ tướng chính phủ vương đình huệ trưởng ban chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế đã đánh giá cao những thành tiệu mà bộ công thương và các bộ ngành đã đạt được trong công tác hội nhập chủ động hơn trong việc nghiên cứu sâu về tác động của cam kết quốc tế đối với từng lĩnh vực ngành hàng cụ thể để tư vấn kịp thời cho các doanh nghiệp trong quá trình thực thi các hiệp định thương mại tự do fta cũng như tác động của việc thực hiện các yêu cầu về lao động trong fta và các chương trình hỗ trợ pháp lý về lao động cho doanh nghiệp Tính đến nay, Việt Nam đã phê chuẩn 10 FTA song phương và đa phương với các đối tác trong khu vực và thế giới. Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành cần tập trung phối hợp tốt với Bộ Công Thương trong việc đưa ra phương án hợp lý để sớm kết thúc đàm phán, ký kết các FTA còn lại, đồng thời đề nghị tiếp tục cụ thể hóa, triển khai các nhiệm vụ đề ra tại chương trình hành động thực hiện nghị quyết số 49NQCP ngày 10 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ, nghị quyết số 31NQCP ngày 13 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ nhằm chuẩn bị cho việc đánh giá 5 năm đầu thực hiện các nghị quyết về hội nhập quốc tế.